Rồi em chào anh nhá. Xin hỏi em thấy anh là đang là làm cái thủ tục là làm cái lễ này. Cảm ơn đúng không? Đây là có hai con gà với lại dạ, có rượu ở đây. Cảm ơn già làng. Đây nữa, đây là lễ gì đây anh? Lại tiến xong là tiến đây là anh chị. Lễ ở trong lễ già làng. Cái lễ gọi là xin lễ cả anh chị. Tức là cái lễ này là lễ bên mình là bên nhà trai đúng không? Vâng, bên bên này là bên nhà gái. Nhưng mà hát đấy là bên nhà gái về hát à? Ờ, bên này là bên nhà gái hát, xong là bên này là bên nhà trai đáp lại đúng không? Rất hay, cái lễ này là lễ trước khi vào cửa. Hỏi trước là bên nhà trai đáp. À, tức là bên nhà gái hát để hỏi. Vâng. Hỏi xong bên nhà trai lại đáp lại lại đúng không? Vâng. Rất hay, cảm ơn anh nhé. Ah.
đến chỗ cổng lâu. Ah.
vang tổ tài trọng. Hey,